Rồi, chào Lộc nha. Anh mới vừa đi dạy về, bữa nay dạy 5 tiết cũng hơi trễ chút. Anh test cho em cái con đàn nha. Thì về hình thức con này thì nó nguyên vẹn hết, trọn vẹn hết, đẹp luôn. Đó. Mặt sóng đài phía trên thì nó liền lạc hết luôn rồi, thấy không? Đó. Đó, mặt sóng đài ba băng phần nha. Đây là nấm tông, chỉnh tông, ao chành mắm. Còn đây là volume ha. Còn đây là mixing nè. Khi mà em chỉnh lên cái mix nó hú nha. Cái này là có thể là lớn mic như nhỏ mic nè. Rồi cái này là còn gạt radio FM AM. Rồi phía sau thì đẹp rồi nè. Đó, ok. Rồi. Bây giờ anh xin test cho em một đoạn ca cổ đi. Thâm giao tri kỷ nặng tình cùng nhau. Họ dương kinh sử chuốc trao, lai kinh ưng thi chiếm ngao đầu hiển dinh. Lâu bình trà rượu hư thân, tan nhà nát cửa đến tìm bạn. Gã ăn mày này tới tìm ta làm gì? Lưu Bình đấy, hiền đệ, không nhớ anh sao? Ta không biết Lưu Bình nào cả. Nếu người có đói gì hả? Quân hầu, dọn cho hắn một trái cà thiêu và một tô cơm hẩm. Bố Dương Lễ, Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, hộ cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống tiết đông sang ta lo mi lạnh cho áo hồ cơ mắt ngoài lúa gắn để cho mi yên tâm theo bề học dẫn ta tặng cho mi điên một thơ phong giỏi. Test cho em cái nhạc nha. Rồi, test nhạc chứ Linh nha. Để lấy cái lỗi này là cho em thấy nó quay tôi tới tôi lùi nè. Nè, tôi lùi nè. Tôi tới nè. Play nè. Vì đời mà số quay luôn nha. Do linh con thấy dần về làm phân xanh cây lá lấy mê gió mưa tay ninh nắng mông người mà trần địa thì loang máu đuôi đọc bao giờ nè. Khắp bong bóng ok ha. Để anh test cho em chức năng auto stop nè. Bằng năm biển lớn. Hết
Phan đã chuẩn bị auto stop nè, con này auto stop mạnh lắm đó. Để anh tua lại một cái nữa nè. Phan lắm biển lớn. Đó, auto stop nó mạnh lắm, nhạy lắm. Đó, ok ha. Rồi giờ anh xin test radio nè. Đó, radio đó. FM đó, radio FM đó. Test lên cho em luôn nha. Lay in thì cái cổng này nè. Đó. Rồi, lay in thì anh mở cái YouTube. Rồi, 6 tháng quân trường ha. Cũng mở chế độ radio lên luôn. Chết đầu rồi. Con này á là Lion hát rất là hay. Bấm lỡ lỡ bấm bấm lộn nút. Quán Trung anh một mình đến bước ngang.
anh đi vào đời lính, bỏ lại sau lưng tuổi thư sinh hai buổi học hành. Như vậy là Lion hoạt động tốt nha Lộc. Ok, hết trơn luôn rồi đó. Hồi nãy anh cũng có test Galio cho em rồi đó. Rồi giờ anh test lại cho em lại cái nào auto stop là tự động tắt băng nè. Mẹ sinh con sinh bằng năm biển lớn. Nó auto này rất là nhạy luôn. Rồi ok ha. Rồi giờ anh gửi cho em. Ok.